Em sợ cái gì chứ? Nếu như bà già mặt quỷ đó là bà Cúc năm xưa thì không thể nào mà bà tay dũng như khi nghe tin ông Hùng chết thảm như vậy được. Từ bữa ông Hùng chết tới nay, anh luôn luôn để mắt tới bà già đó. Bà chưa một lần tới thăm mộ ông ta, thậm chí đi ngang qua đó bà còn không thèm quan tâm nhìn vô. Anh dám chắc bà không phải đâu. Trời ơi, cô Ngọc Thủy đừng có lo, chút xíu nữa thấy mặt Ngọc Bích lòng chủ chịu ăn liền hà. Đừng có đóng kịch trước mặt tôi đàn ông quá mà, muốn lợi dụng gì cháu tôi để trục lợi cho bản thân ông đúng không? Đừng có hỏng, tôi không phải thằng ngu như ông tưởng đâu. Trời ơi, con khờ lắm. Nó đang lợi dụng lúc ba con đang đau khổ, đang cô đơn, trống vắng để nó sáp vô. Nó lợi dụng cái việc chăm sóc ba con để nó có mưu đồ. Tôi chỉ thấy tội cho cậu khi một ngày nào đó có một người nào đó phải gọi người thương làm mẹ cưới. Cô mẹ! Cô mẹ! Cũng may là đám cưới Ngọc Thủy bị quản lại vì chịu tan của bà Lâm, nên vụ chia đôi tài sản chưa thực hiện được. Nhưng mà cứ dùng dần hoài cái kiểu này, anh e là mình không có hốt trọn được đâu. Em Thảo, em đừng rời bỏ anh. Ông ơi, em đừng rời bỏ anh mà. Ông ơi, tôi cần có em. Ông ra đi mà. Tôi cần có em. Ông ơi, bỏ anh mà. Ông bỏ anh mà. Ba cần có em. Buông ra.